Nhằm chấn chỉnh tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị cơ sở giáo dục của thành phố phải đặt tiêu chí bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tổ chức các hoạt động ngoài giờ. Theo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cần đặt tiêu chí bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên là nội dung trọng tâm hàng đầu khi xây dựng chương trình các hoạt động ngoài giờ chính khóa. Các đơn vị rà soát kỹ các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh sinh viên, khuyến khích tổ chức tiền trạm địa điểm tổ chức trước khi xây dựng chương trình. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa có thu phí phải dựa trên nguyên tắc thu đủ bù chi và được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, được người học tham gia trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường chỉ tiếp nhận các trường hợp đăng ký tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa là học sinh, sinh viên đang học tại trường.